Đất sạch.net, minh bạc uy tín, chuyên làm dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn bài số 5 giới thiệu về cái công cụ là MinTax, là quỹ số 4 này. Đó, bạn bấm vô thì nó xuất hiện giống như cái công cụ ban đầu của bài số 1, do nó giống nhau các bạn thấy không? Bên vuông tròn, cái view với nhau. Tất cả các công cụ nằm ở vị trí bên đây là sử dụng cho phần 3D. Do đó mình không hướng dẫn như này nữa. Và mình sẽ hướng dẫn vào câu hỏi của các bạn ngay gặp trước mắt. Đó là tách một thửa đất để xem bản đồ quy hoạch. Việc đầu tiên chúng ta chọn một đường tròn. Rồi chúng ta chọn vào cái phần bán kính. Đây, check vào câu này để giữ cái vị trí cái đường tròn đó có bán kính bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình để là 100 đi, enter ra cái 100 và chúng ta có bắt điểm chính xác vào cái chỗ có chết không này, bắt điểm chính xác rồi đó thì sẽ đúng về cái vị trí chúng ta cần tắt. Thì thứ hai là chúng chọn chọn một cái line chúng ta chọn vào một bắt điểm là không bắt điểm hai điểm giao nhau thì chúng ta chọn vô này bắt điểm hai điểm giao nhau đó. Chúng ta chọn rồi chúng ta chọn vô đây sau khi hoàn thành xong rồi chúng ta xóa hai đường tròn. Công việc kế tiếp đó là chúng ta tính cái phần diện tích này nè, tổng diện tích cái thửa vừa tách ra này là bao nhiêu thì chúng ta vô cái phần số chín nè, số chín cái chọn vô học sinh viên số chín này chọn là 1, 2, 3, 4, 5 chúng ta chọn vị trí số 5 trong đó chúng ta chọn là push này, push này là bắt ở trong này. Rồi chúng ta chọn vô diện tích nhiều đó là 2163 24262.65 chúng ta chọn ở đây rồi. Rồi chúng ta quét qua này cái này chúng ta copy đi cái này này chúng ta nhìn ra đây. Rồi chúng ta tính lại cái phần tính về diện tích cái thửa đất đây. Nguyên con thửa này tách ra thì chúng ta cho một cái đường A đi, nghe bất kỳ đi. Ta nhắm vào một là chỉ dùng gì. Vậy là chúng ta tính được một cái thửa đất ta được tách ra. Nếu mà phần này là chọn thửa đi, từ phần này là chọn đây chúng ta nắm kéo vào lên cũng được. Hình cụ dễ sử dụng. Và sau đó chúng ta là ra, chúng ta tách ra được một thửa đất để chúng ta kiểm tra cơ bản cái diện tích để báo cáo số liệu nhanh. Việc hôm nay người ta lại câu hỏi các bạn của các bạn sinh viên rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.